Sao hôm nay mình làm tin mình thấy rất là nhiều chỗ nhưng mà liên quan đến hóc môn thì mình lại không thấy nhiều á anh hả? Hóc Môn thì thực ra là có những vùng nó vô cùng phát triển rồi. Đấy, mà nếu như ai mà lâu lắm rồi chưa đi Hóc Môn hoặc chưa đi quận 12 thì hôm nào thử đi một lần, chỉ cách đây 4-5 năm trước nó khác, mà bây giờ 4-5 năm nay thì Hóc Môn và quận 12 bây giờ tôi nói thật là sôi động còn hơn cả quận Phú Nhuận. Mới hôm qua về Có luôn. những con đường là kinh doanh còn sầm uất hơn cả quận Phú Nhuận. Đấy. Bạn ở Hóc Môn mà ở nào ha? Ở thí dụ như Hóc Môn Kim Thanh thấy hot là có ở Bà Điểm là hot nè, rồi một số nơi khác như là Xuân Thới Thượng nè, rồi mọi người cũng quan tâm rồi xã Trung Chánh, xã Đông Thạnh nè, bạn quan Dạ tâm đến khu vực nè. em thì thích ở chỗ Bà Điểm á, tại vì từ đó nó đi cái trục đường về miền Tây cũng gần á, tại nhà em có À, quê miền Tây à em? mấy. Ừ, thế thì quê miền Tây thì đúng rồi, mua cái vùng đấy thì nó vòng về miền Tây giao thông nó thuận tiện hơn. Đúng rồi, tốt quá. Đấy, em phải tính đến chuyện đấy. Anh Dương, anh có thể chính xác được cái khoản giá đất nền đó nó khoảng bao nhiêu Hiện triệu không anh nay Dương? thật sự là với em là anh không thể nắm được là đến ngày hôm nay, tại vì là ví dụ như là cách đây mấy tháng nó đã khác, bây giờ nó khác rồi, anh thật sự không nắm được. Rồi, cảm ơn. Anh Dương mà không nắm thì không biết là ai có thể nắm được về cái giá bạn ha. Nhưng mà bạn đang độc thân hay là bạn đã lập gia đình rồi? Có gia đình rồi. À, có gia đình rồi. Anh bảo này, bây giờ anh tư vấn thế này, em chịu khó là sau đây em xách một cái xe máy. Anh tại sao anh đi xem đất bao giờ cũng phải đi xe máy, là bởi vì mình dừng lại gặp được rất nhiều người, mình tạt vô đây mình uống nước, mình tạt vô kia mình gặp cô bán thuốc lá ở đầu ngã tư chẳng hạn, là mình hỏi được, chứ đi ô tô thì rất là xa cách. Thì em đi một vòng em hỏi thì em mới biết được cái giá ở cái vùng em đang ở nó ở cái tầm khoảng bao nhiêu em ạ. Rồi, cảm ơn. Nói chung là bạn có đi đâu chưa? Ví dụ như bạn có tìm hiểu thử chưa hay là hôm nay mới hỏi ở đây đầu tiên? Dạ, hỏi đầu tiên ạ. À, tức là bạn còn chưa có tìm hiểu, chỉ biết là bây giờ có thể là vô một cái gì đó cho nên là cuối năm nay là khả năng là mình dư được khoảng 300-400 triệu đúng không bạn ha? Dạ đúng rồi. À, nói chung là chắc là vô job gì đó rồi rồi. Trời ơi, ngồi suy đoán luôn. Ờ thì thường là vậy chứ mà đột xuất làm sao mà vô được Biết số tiền đâu là để đó. dành từ bữa tới Nhưng với giờ. 400 triệu thì chắc chắn là bạn phải vay đấy bạn ạ. Bởi Dạ vì vâng, tôi dạ cho vâng, rằng là dạ một cái vay ạ. nền đất, dù là đất nông nghiệp ở cái hóc môn này thì nó cũng sẽ vài trăm triệu thì nó rất là ít. Cho nên là nó cũng phải gần cả tỷ, thì bạn cũng cần phải vay thêm đấy với số tiền Dạ đó. vâng, dạ Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. vâng.